Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông kỳ này, chúng tôi có phóng sự phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ta trong tháng 5 vừa qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, trong tháng 5, Cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan qua màn ảnh tại nơi xử lý vi phạm và đăng ký xe, cấp phát tờ rơi, cẩm nang an toàn giao thông, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp thông qua công tác tuần tra, kiểm soát. Qua đó, có hơn 2.000 lượt người nghe, dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, như luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức xử phạt một số lỗi vi phạm thường gặp như sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn phân tích một số nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn, va chạm, hướng dẫn các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, như tuyệt đối không được sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện, phải đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và cài quay đúng quy cách, phải có tín hiệu khi vượt, rẽ phải, rẽ trái, khi đến các giao lộ phải nhường đường cho xe đi trên đường chính, điều khiển phương tiện không được lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Qua các buổi tuyên truyền, phần lớn người dân đều có nhận thức tốt về các quy định của pháp luật. Thu được những ý kiến của cán bộ hướng dẫn mình đi xe sao đội mũ bảo hiểm đúng rồi, giấy tờ với mức phạt, uống rượu bia giúp ích được nhiều, hiểu được nhiều, biết lực tác hại của rượu bia. Tuyên truyền về bạn bè rồi trong công ty rồi bạn bè người ta không có được đi như mình rồi. Hỏi chạy nói người ta lại cho người ta biết lại những mình đi học như vậy rồi. Đi xe phải đội mũ bảo hiểm. Còn mà đi xe thì phải chuẩn bị ba loại bản gốc của giấy tờ lưu thông xe. Rồi những cái rượu bia đồ là gây tác hại đến cho cơ thể khi sau khi mà tham gia giao thông, như là cầu quẹt người ta đụng chết người hay là đền tiền hay là ngồi tù đồ. Nhiều cái lắm. Thì qua cái buổi tuyên truyền thì em cũng tiếp thu được cái nghị định 100 so với trước đây thì nó tăng. Khi mà điều khiển cái phương tiện giao thông thì không được sử dụng rượu bia. Phải cần đội nón bảo hiểm, tại vì cái đó là cái bảo vệ cho cái bản thân mình. Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong tháng qua, Cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh phối hợp các lực lượng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đã tổ chức hơn 1.500 ca tuần tra với trên 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt gần 1.900 trường hợp với số tiền gần 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 188 trường hợp, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện và 690 giấy tờ các loại. Lỗi vi phạm nhiều nhất là không giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, còn lại là các lỗi vi phạm khác. Chiều và đêm 14 tháng 5, cùng tổ tuần tra phối hợp Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự công an tỉnh tuần tra trên tuyến quốc lộ 53 từ thành phố Trà Vinh đến huyện Càng Long. Qua gần 5 giờ tuần tra, tổ tuần tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm với các lỗi như sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, sử dụng bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn kỹ thuật, không mang theo các loại giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông. Trên tuyến quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp Cây Cách, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tổ tuần tra phát hiện anh Lưu Thanh Hùng, 31 tuổi, ngụ ấp Phú Đức, xã Bình Phú, điều khiển xe mô tô chở một người ngồi sau có dấu hiệu vi phạm nên đón dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được trong hơi thở của anh Hùng là 0,8mg trên 1 lít khí thở. Anh Hùng cho biết đã uống khoảng 4 đến 5 chai bia, vì nghỉ đường gần nên anh tự điều khiển phương tiện về nhà. Với lỗi vi phạm này, anh Hùng bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Còn đây là anh Võ Nhật Trường, 20 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. Anh Trường điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 53, đoạn thuộc khóm 5, thị trấn Càng Long có dấu hiệu vi phạm nên được cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra,
Anh Trường không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, phương tiện sử dụng bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn kỹ thuật. Với các lỗi vi phạm này, anh Trường bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Trong tháng 5, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020. Trong thời gian tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác. Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ đón dừng để kiểm tra tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. Nội dung kiểm tra gồm các loại giấy tờ cần phải có khi tham gia giao thông như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô và một số loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định. Trong tuần đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tổ chức 326 ca tuần tra kiểm soát với gần 1.400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, cảnh sát giao thông đã đón dừng gần 900 phương tiện, phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, tạm giữ 260 phương tiện. Lỗi vi phạm nhiều nhất là không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, vi phạm về nồng độ cồn. Thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn, cảnh sát giao thông công an tỉnh tập trung thực hiện nhiều biện pháp công tác phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Vào khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 4, nhận tin báo của quần chúng có nhóm khoảng 60 thanh thiếu niên đi trên 50 xe mô tô đang tụ tập tại khu vực ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Công an huyện phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm 22 trường hợp, gồm các lỗi chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, phương tiện không có bộ phận giảm thanh theo quy định. Qua làm việc, số thanh thiếu niên khai nhận chuẩn bị tổ chức đua xe cùng một nhóm thanh thiếu niên khác ở thị xã Duyên Hải. Khi đang tụ tập thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Trong tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản hơn 20 triệu đồng. So với tháng liền kề, tăng 3 vụ, tăng 2 người chết và giảm 1 người bị thương. Địa bàn xảy ra tai nạn gồm thị xã Duyên Hải, huyện Trà Cú, Châu Thành, thành phố Trà Vinh, Duyên Hải, mỗi nơi xảy ra 1 vụ. Riêng huyện Cầu Kè xảy ra 2 vụ. Ngày 11 tháng 5, anh Lê Hoàng Quanh, 35 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Tân Bình, huyện Càng Long, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 53 theo hướng từ thành phố Trà Vinh đi thị xã Duyên Hải. Khi đến địa phận ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Lê Hiển Vinh, 47 tuổi, ngụ địa phương, đang chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn xảy ra làm ông Vinh tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, trên tỉnh lộ 911, đoạn thuộc ấp 4, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một người. Vào thời điểm trên, anh Hà Quốc Khánh, 20 tuổi, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long, điều khiển xe mô tô lưu thông trên tỉnh lộ 911 theo hướng từ ấp 3, xã Thành Phú đi xã Tân An. Khi đến đoạn thuộc ấp 4, xã Thành Phú thì xảy ra va chạm với ông Lê Văn Bé, 83 tuổi, ngụ địa phương, đang đi bộ cùng chiều phía trước. Tai nạn xảy ra làm ông bé bị thương nặng và tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ta có nhiều diễn biến phức tạp. Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, đề nghị mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.
Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.